Con trai bà bán bánh 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 mì. Lo 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 cho em. Đừng lo 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 gì. Ngoài lo 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 về đi. Con trai bà bán bánh 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 mì. Lo 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 cho em. Đừng lo 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 gì. Ngoài lo 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 về. Em nói là em thấy thương vì cảm tình anh hiền. Tìm anh trong vòng nên em muốn khiến anh tình. Giờ mới chứng sắp tài chính với toàn tính làm ăn. Đồ sao anh là con nhà lính.